Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đất Đỏ tổ chức nhiều đoàn đến thăm chúc Tết các đơn vị cá nhân trong và ngoài huyện. Đến thăm các nguyên lãnh đạo tỉnh, huyện qua các thời kỳ đang sinh sống trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa và huyện Đất Đỏ, ông Nguyễn Công Danh, Bí thư Huyện ủy Đất Đỏ đã gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới đến các gia đình. Lãnh đạo huyện kỳ vọng các cán bộ hưu trí tiếp tục có những ý kiến đóng góp thiết thực cho sự phát triển của tỉnh nói chung và huyện nói riêng. Tại nhà các cán bộ hưu trí, đảng viên tiêu biểu đang sinh sống trên địa bàn huyện, các đoàn lãnh đạo huyện Đất Đỏ khác cũng đến thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình và chúc các gia đình hưởng một mùa xuân mới tràn đầy niềm vui hạnh phúc.